Xin chào các bác đến với kênh xe đạp Hải Phòng của website xedaphaiphong.com và em là Kiên Xe Đạp. Trong video này em sẽ làm một cái đoạn clip ngắn đánh giá giới thiệu về cấu tạo chi tiết của chiếc xe đạp đua của một cái hãng xe đạp rất là nổi tiếng trên thế giới, đó là hãng Giant. Và model của dòng xe trong video này là Winmax 2200 là một cái dòng xe mà thuộc dòng bình dân của hãng Giant. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng em và cùng các bác sẽ đánh giá cái dòng xe này. Vâng, và trong video khung hình của chúng ta đây là chiếc xe đạp Giant có model là Winmax 2200. Về cơ bản thì khung được cấu tạo bằng hợp kim nhôm, có trọng lượng rất là nhẹ. Thì tất cả các cái xe đạp đua mà bên xe đạp Hải Phòng.com chúng em bán ra thì hầu như là cấu tạo bằng khung nhôm. Như các bác thấy thì yên cũng của nguyên bản của hãng, yên có chữ gian, cọc yên cũng có chữ hạ gian, và ở đây được trang bị khóa yên là dạng lục lăng. Chúng ta cần một chiếc lục lăng để mà mở khóa. Về phần sơn của xe thì em đánh giá là xe này là sơn còn khá là đẹp, chỉ có một vài vết xước nhỏ như ở đây thôi. Và sơn ra khá là đẹp. Về phần càng trước của xe thì cũng không bị chóc xước nhiều. Size này, size của chiếc xe này là size thấp. Đây, như bên đây, đây của chúng ta có thể nhìn thấy là xe thuộc dòng size S, là cho một người từ 1m58 cho đến 1m68, 1m7 là đi phù hợp. Dòng xe size S. Chúng ta đi đến phần bộ chuyển động của xe. Bộ chuyển động của xe là được trang bị bộ chuyển động Shimano Tourlay. Đi cùng với đó là một cái líp vặn 7 tầng cũng của hãng Shimano luôn. Vành của chúng ta là vành vành 700C, vành 2 lớp. Quả lốp, thông số của lốp là 700C x 25. Và như các bác có thể thấy là 700C x 25. Pedal của hãng này, pedal của xe được trang bị pedal Welgo, một cái hãng pedal rất là phổ biến ở trong những cái dòng xe thể thao và rất là tốt. Đằng trước của chúng ta thì như các xe đua thường có thì là sẽ được trang bị đùi đĩa 2 tầng và gạt đĩa Shimano. Đấy. Như vậy là cho chiếc xe có tổng tất cả là 14 tốc độ khác nhau, 2 đĩa và 7 líp. Và đi đến phần đầu xe. Phần đầu xe thì ở cái xe, chiếc xe này cũng là rất là hay, và ngoài cái tay phanh chính là tay phanh bóp ở trên cầm như này hoặc cầm như này thì chúng ta còn được trang bị tay phanh phụ. Chúng ta còn được trang bị cho tay phanh phụ. Điều đó cho chúng ta được có thể nhiều cái chi tiết cầm nó tốt hơn. Đấy, cầm ở đây cũng được và cầm ở đây cũng được. Chúng ta có vị trí nghỉ và được ngay lưng hơn, không bị lúc nào cũng phải cúi mới phanh được.
Đằng trước chúng ta thì cũng trang bị một cặp bánh giống như là đằng sau. Đấy, đồng bộ cùng cặp cũng của hãng Giant. Mayer là Mayer nhôm màu đen. Nút Canada. Ở phần chiếc xe này thì có bộ phận chuyển số là nằm ở trên khung, chứ không như ở trên tay bấm ở những các cái xe thường thấy. Thì chúng ta sẽ chuyển số bằng cách gạt như thế này. Thì gạt như vậy thì nó sẽ thay đổi cái đĩa. Và bên tay phải thì gạt này là thay đổi tầng từng tầng lip một. Đằng sau thì chúng ta thường các xe đua này thì trang bị được phanh cụm phanh V. À quên, xin lỗi ạ, cụm phanh 3 mảnh. Cụm phanh 3 mảnh, còn trên touring thì thường trang bị cụm phanh V. Rất phổ biến trong các cái dòng xe đua. Một hãng Gian được biết đến nổi tiếng bởi cái công nghệ khung Alu-X. Alu-X rất là nổi tiếng của hãng Giant. Ở đây quý vị có nhìn thấy là Aluminum Technology. Hãng Giant thì được biết đến với cái công nghệ đúc khung này, cho nên là khung của Giant bao giờ cũng nhẹ hơn các cái hãng mà không có tên tuổi khác. Và điều đó đã làm cho cái thương hiệu Giant rất là được nhiều người sử dụng trong cái dòng xe đạp thể thao. Vì vậy thì góp phần là làm cho cái hãng Giant được một là cái hãng xe đạp phổ biến nhất thế giới bây giờ. Chúng ta cùng nhìn lại một tổng thể của chiếc xe. Trên ghi phốt của chúng ta cũng có những cái logo của Giant. Xe là nguyên bản 100%. Vâng, và đến đây thì em đã gần như kết thúc cái video đánh giá chiếc xe đạp Giant Winpark 2200. Và các bác muốn biết chi tiết về giá của chiếc xe hay là chế độ bảo hành hay là những cái quà tặng đi kèm khi mà mua xe tại cửa hàng chúng em, thì các bác hãy liên hệ qua Zalo 0975709943 và em là Kiên Xe Đạp. Nếu mà các bác đang xem trên Facebook thì nếu muốn các bác quan tâm đến những cái xe đạp thể thao khác thì hãy ấn kết bạn với em qua Facebook xe Kiên Xe Đạp. Và ở trên YouTube thì các bác hãy ấn like video và ấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất khi mà ra. Và ngoài ra em còn có kinh doanh bán thêm, gần đây em bán thêm những cái mặt hàng là đồng hồ đeo tay. Đồng hồ đeo tay Nhật vãi. Thì các bác nếu mà quan tâm thì hãy lên Facebook tìm Kiên Đồ Cũ. Và trên YouTube cũng là Kiên Đồ Cũ để xem những cái mẫu màu đồng hồ khác nhé. Vâng, xin cảm ơn các bác đã dành thời gian xem video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.